cơ sở sản xuất trống chiêng Chùa Mó Tiên Di. Hôm nay xin giới thiệu với các quý thầy, quý cô, quý Phật tử bộ sản phẩm đó là kiền trì hay là gọi là khánh dẫn. Bên cơ sở Tiên Di xin giới thiệu sơ lược qua sản phẩm này. Thì bên cơ sở chúng con là hôm nay quay tại cơ sở Tiên Duy. Đây cạnh cơ sở sản xuất Tiên Duy cũng bên chúng con, nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Quý Mão âm lịch. Hôm nay cơ sở Tiên Duy con xin giới thiệu đó là sản phẩm kiền trì hay là gọi là khánh dẫn, có kích thước đường kính từ lỗ bên này sang bên này là 20 cm. Chất liệu thì bao xung quanh thì được chạm hoa văn bằng hoa sen, cốt xung quanh chạm hoa lá tây, ở dưới là hai con nghê nguyên hình chân đế con nghê. Bên cơ sở chúng con quay lại thực tế hình nghê nguyên con. Mặt đằng sau thì bên cơ sở chúng con đều có chạm khắc y chang như mặt trước. Toàn bộ thì được chất liệu bên cơ sở chúng con thì kiền trì, thì bên cơ sở chúng con đúc bằng đồng đỏ, đồng đỏ và khung giá đỡ thì bên cơ sở chúng con sản xuất bằng gỗ sơn son thép vàng. Đây là sơn son thép vàng, con xin nhắc lại lên rất là bóng và sáng từng chi tiết. Chứ không phải là sơn vàng, con thưa thầy, các quý thầy ạ. Các quý thầy, quý Phật tử có nhu cầu sắm kiền trì hoặc là sắm khánh lệnh, khánh dẫn này để cúng dường Tam Bảo thì xin liên hệ cơ sở Tiên Duy con qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm các chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở chúng con và cũng như sản phẩm kiền trì này. Bên cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn các quý thầy, quý cô đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của bên cơ sở chúng con, như là chuông, chiêng, trống, mó và đồ khí pháp đình chùa, trường học. Bên cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Đây là trước khi chúng con bàn giao về cho các quý thầy thì bên cơ sở chúng con có quay lại thực tế video này để giao cho các quý thầy thực tế ạ. Bên cơ sở cũng con thì có giấy phép kinh doanh, có biển hiệu, có khách hàng hay là các quý thầy thỉnh thì bên cơ sở cũng con đều có đăng lên Zalo để cho mọi người cùng xem tham khảo các sản phẩm của bên cơ sở chúng con ạ. Bên cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn các quý thầy, quý cô trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng. Cơ sở chúng con xin chúc các quý thầy, quý cô, quý mạnh thường quân cũng như quý mạnh Phật tử thân tâm an lạc và sự như ý kết tường. Cơ sở chúng con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Con A Di Đà Phật ạ. Bên cơ sở chúng con quay mà quên mất tết tiếng thì cũng mong quý thầy, quý cô, quý Phật tử hoan hỷ dùng cho bên cơ sở ạ. Để cơ sở xin tết tiếng ạ. Đây là video bên cơ sở chúng con quay lại ở ngoài thực tế thì ở ngoài đường rất là lộ đường lớn nên nghe âm thanh nó không được chuẩn cho chính xác. Nhưng mà bên con chúng con cam kết âm thanh ở ngoài cực kỳ hay hơn rất là nhiều ạ.